Hướng dẫn sử dụng cái sắt khách sạn Hòa Phát này. Thì ban đầu là chưa lắp pin này. Thì bạn có hai cái khóa, đúng chưa? Cắm chìa khóa vào này và mở cái sắt, ấn mạnh vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ này. Sau đó xoay tay cầm sang phải để mở kết này. Sau đó mình lắp pin vào. Nó có 4 vít pin thì cái chiều bằng này thì lắp vào cái đầu có cái lò xo. Tương tự thế. Lắp 4 vít pin rồi thì mình đậy cái lắp vào. Ok. Rồi. Sau khi lắp pin vào mình đóng cái cánh này. Rút cái chìa khóa này ra. Lúc này mình mở sẽ không cần chìa khóa nữa. Và mình xem mã số ban đầu là thang này. 1, 2, 3, 4 thang này. Tên open thì là mở cái sắt. Đấy. Gạt tay gạt này sang bên tay phải là mở cái sắt. Khóa lại thì vặn ngược chiều kim đồng hồ thì tự khóa luôn rồi. Muốn đổi mã thì mình sẽ ấn là thang này. Ấn mã cũ 1, 2, 3, 4 thang này. Hiện open thì ấn sao này. Mã số mới mình ấn là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có thể nhập 8 số tùy mình. Ấn thang này. Đấy. Như vậy là mình đã đổi mã thành công rồi. Chờ một chút là tối đi này. Thử lại này. Thang này 4, 5, 6, 7, 8, 9 thang này. Xoay gạt tay cầm để mở két. Đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái két sắt khách sạn Hòa Phát một cách dễ dàng. Khi mà quên mật khẩu thì các bạn có thể hoặc là hết pin, các bạn có thể mở một chìa khóa ở đây. Đấy, ấn vào này. Cắm đúng chiều này, hơi ấn vào và xoay này. Và mở két này. Được chưa? Hoặc là khi hết pin thì các bạn có thể sử dụng cái hộp pin dự phòng. Mình cho pin đây. Được chưa? Kệ cái lắp này ra. Đó. Mình cắm vào. Đấy. Thì nó lên nguồn thì các bạn có thể bấm mở bình thường. Đấy. Bấm mã mình vừa đổi là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy. Đấy. Rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt chia sẻ. Xin cảm ơn.